Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sách ma túy thì được tha, tập mô tô thì bị tóm, Ngọc Trinh bị tướng Nam biến thành chân dài oan. Là công dân Việt Nam thì phải luôn chứng kiến những bất công và kèm theo đó là những bất lực. Bởi nhà nước này luôn hành động một cách tùy tiện, không theo luật nào cả. Dân chịu oan thì chỉ có chấp nhận oan mà chẳng biết đi đâu để mà đòi công lý. Bởi vì kẻ cầm cán cân công lý ở xứ này cũng chính là kẻ tạo ra bất công và kể cả oan khiên cho người dân thấp cổ bé họng. Chuyện hai chàng thanh niên bắt trộm con vịt về nhậu bị tuyên án 7 năm tù, còn cựu phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm thất thoát tới 15.000 tỷ đồng tiền của dân thì được hưởng án treo là hình mẫu cho cái gọi là công bằng dân chủ văn minh của chế độ này. Sách 11kg ma túy nhưng lại được thả. Mới đây, ông Lê Hồng Nam, thiếu tướng, giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giam người mẫu Ngọc Trinh làm cả xã hội bất ngờ. Từ bất ngờ đi đến bất bình. Bởi Ngọc Trinh chỉ tập mô tô với những tư thế nguy hiểm, chứ cô không làm gì phi pháp. Một số chuyên gia pháp luật cho biết tội này không đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tiền tước bằng lái nếu có hoặc thu xe là đủ. Tuy nhiên, công an thành phố Hồ Chí Minh lại đi quá xa khi bắt giam cô người mẫu nổi tiếng này. Mạng xã hội hầu hết tỏ ra bất bình với quyết định của công an thành phố Hồ Chí Minh. Nếu so sánh tội của Ngọc Trinh với tội của 4 tiếp viên hàng không, những người đã xách hơn 10kg ma túy tổng hợp về sân bay Tân Sơn Nhất hồi tháng 3 vừa qua, thì mới thấy sự tùy tiện của công an thành phố Hồ Chí Minh. 4 tiếp viên hàng không bị bắt tại trận, có nhân chứng, vật chứng rõ ràng, nhưng công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn cho thả người. Như thông thường, mỗi lần bộ máy công quyền chà đạp lên luật pháp bằng những hành động tùy tiện và bị dư luận phản ứng thì ngành tuyên giáo lại chỉ đạo báo chí ra tay. Trên báo, những luật sư nô bộc lại dùng các mác luật sư trả lời báo chí để bao che cho sai phạm của công an. Theo đó, họ kiến giải rằng Ngọc Trinh phạm vào tội gây rối trật tự công cộng, cộng đồng ở đây được hiểu là không gian mạng. Chỉ tập mô tô nhưng lại bị bắt giam. Đây là sự kiến giải rất tùy tiện, bởi Quốc hội chưa hề thông qua điều luật nào nói không gian công cộng bao gồm không gian mạng. Vậy là mấy ông luật sư nô bộc này lại muốn làm thay cả công việc làm luật của Quốc hội hay sao? Còn nghiêm trọng hơn nữa là ông luật sư nô bộc này lại vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc cơ bản nhất mà người luật sư nào cũng phải học qua. Khi cơ quan nhà nước làm sai, thay vì nghe lời góp ý của dân để mà chùn tay lại và sửa sai, thì chính quyền của Đảng Cộng sản lại không làm như vậy. Họ dùng bộ máy công an để bịt miệng người lên tiếng và dùng báo chí tuyên truyền chiếm diễn đàn để đánh lạc hướng dư luận. 800 tờ báo nô bộc được sử dụng để hót đồng thanh cùng một bản nhạc để át đi những tiếng nói đòi công lý yếu ớt từ người dân Việt Nam. Trong trường hợp của Ngọc Trinh, cô đang bị cả một bộ máy khổng lồ cố tình bịa luật để gán ghép tội cho cô. Cô bị chính quyền tự xưng là của dân, do dân, vì dân, biến thành dân oan. Và có lẽ đúng hơn là nghệ sĩ oan hoặc chân dài oan. Ông Lê Hồng Nam hành động tùy tiện trong vụ bắt Ngọc Trinh. Nếu so sánh lỗi của Ngọc Trinh với lỗi của nghệ sĩ Hoài Linh thì sẽ thấy sự bất công trong các hành xử của chính quyền Đảng Cộng sản. Tính đến thời điểm bà Nguyễn Phương Hằng livestream tố cáo, nghệ sĩ Hoài Linh đã gom được tới 14 tỷ đồng từ các mạnh thường quân nhưng đã ỉm đi, không phát cho nạn nhân chịu thiên tai đồng nào. Điều này không đủ yếu tố để cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay sao? Cùng trong giới nghệ sĩ, nhưng ông Lê Hồng Nam có thể dung túng cho người này phạm pháp nhưng lại trừng trị cho người khác phạm lỗi nhỏ, không đáng tội. Vậy thì ông này có xứng đáng để đứng đầu một lực lượng trấn áp của một thành phố lớn hay không? Ông ta có bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật hay chính ông ta lại chà đạp lên pháp luật? Đây là câu hỏi được đặt ra. Một chính quyền đã làm sai mà còn cố tình che đậy, cố bảo vệ cái sai tới cùng thì có thể nói là rất nguy hiểm. Nguy hiểm cho dân và nguy hiểm cho cả xã hội.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Sách ma túy thì được tha, tập mô tô thì bị tóm, Ngọc Trinh bị tướng Nam biến thành chân giải oan. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin nợ gần 8 tỷ đô, âm vốn 2,7 tỷ đô, cổ phiếu VinFast cắm đầu, VinFast tứ bể thọ nợ. Công ty VinFast hiện nay là công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán Nasdaq. Mọi thông tin về tình hình kinh doanh của VinFast đều được minh bạch trên trang web của Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ SEC. Thông tin của VinFast hoàn toàn có thể tra theo đường dẫn trong hình sau và từ đây, mọi người mới nhìn được tổng thể về bức tranh tài chính của VinFast. Bảng báo cáo của VinFast có thể xem trên trang web của SEC. Theo báo cáo tài chính đăng trên SEC, tình hình kinh doanh của VinFast cho tới nay như sau. Tổng số cổ phiếu phổ thông là 75,7 triệu cổ phiếu. Tổng các khoản nợ của VinFast hiện nay là 7,8 tỷ đô la. Trong đó nợ ngắn hạn là 4,1 tỷ đô la và nợ dài hạn là 3,7 tỷ đô la. Tổng tài sản của VinFast hiện nay là 5,1 tỷ đô la. Vậy thì VinFast đang bị nợ âm vào vốn với một con số khổng lồ là 2,6 tỷ đô la Mỹ. Tốc độ đốt tiền của VinFast quá khủng. Việc Vinhome hứa hỗ trợ 2,5 tỷ đô la Mỹ cho VinFast cũng không đủ để lấp vào khoản tiền âm của vốn VinFast. Nếu không có cách dừng lại được thì với tốc độ đốt tiền hiện nay, có khi VinFast cũng nuốt trôi luôn cả khoản tiền 1 tỷ đô la mà ông Vượng hứa cho VinFast. Khi chuẩn bị lên sàn chứng khoán Nasdaq, có lẽ VinFast kỳ vọng danh tiếng của sàn Nasdaq sẽ quảng bá thương hiệu cho họ, bởi các tờ báo lớn của Mỹ và thế giới đã đăng và sẽ đăng những bài viết về VinFast. Tuy nhiên, có lẽ Vin không lường trước được tác dụng ngược khi sản phẩm của VinFast không đủ tiêu chuẩn dành cho người dùng tại thị trường Bắc Mỹ. Nổi tiếng trên sàn Nasdaq và sản phẩm có chất lượng thì thương hiệu sẽ thăng hoa. Ngược lại, nổi tiếng trên sàn Nasdaq nhưng tai tiếng về chất lượng và hậu mãi thì đấy là cửa tử cho thương hiệu. Tổng thâm hụt của VinFast hiện nay là 2,6 tỷ đô la. VinFast lên sàn đến nay đã hơn 2 tháng, càng ngày càng cho thấy cổ phiếu VinFast đã bị sụt giảm nghiêm trọng. Tính đến ngày 18 tháng 10 vừa qua thì giá cổ phiếu của VinFast chỉ còn có 5,9 đô la mỗi cổ phiếu. Với tình hình hiện nay, một số nhà phân tích đánh giá rằng giá cổ phiếu của VinFast sẽ còn tiếp tục giảm sâu nữa. Có nghĩa là bây giờ vẫn chưa phải là đáy. Việc cổ phiếu giảm sâu có thể do hai nguyên nhân chính như sau. Nguyên nhân thứ nhất là các cổ đông sáng lập sẽ lại bán thêm lượng cổ phiếu thông qua đại chúng để mà gọi vốn. Mà khi ồ ạt bán ra hàng trăm triệu cổ phiếu thì không biết giá cổ phiếu của VinFast sẽ đi về đâu. Nguyên nhân thứ nhì là tình hình kinh doanh của doanh nghiệp quá bết bát. Với tình trạng nợ âm vốn như thế này, trong khi sản phẩm vẫn chưa thuyết phục được khách hàng tại Mỹ, thì chẳng ai dám mạo hiểm đổ tiền vào cổ phiếu cho VinFast. Với 18 tháng đốt tiền cho xe điện, thì VinFast đã gây ra khoản nợ tăng thêm cho Vingroup gần 8 tỷ đô la. Được biết, VinFast đang tồn tại dựa vào Vingroup, nhưng Vingroup hiện nay cũng đang lâm nợ quá nặng. Hiện nợ của Vingroup đã lên đến 336% so với vốn chủ sở hữu. Với tỷ số đòn bẩy tài chính đến 4,3 lần thì rất khó để tập đoàn này nặn ra lợi nhuận cho VinFast đốt tiếp. Bởi nợ cao thì lãi suất gặm sâu vào lợi nhuận. Với tình trạng nợ như hiện nay, Vingroup tự đứng còn khó, chứ nói gì đến kiếm tiền để đưa cho VinFast đốt tiếp. Giá cổ phiếu của VinFast vào ngày 18 tháng 10. Hiện nay áp lực đang đè nặng lên vai ông Phạm Nhật Vượng rất lớn. Làm sao để VinFast ngừng đốt tiền sớm nhất, đồng thời cần phải đẩy nhanh hoạt động để đạt tới điểm hòa vốn. Trước đây, theo dự tính của VinFast, đến hết năm 2024 là hòa vốn. Tuy nhiên, theo đánh giá của một số nhà phân tích, thì mốc này khó mà đạt cho được. VinFast đang tìm mọi cách để mở rộng thị trường. Với Ấn Độ và Indonesia là hai thị trường mà VinFast nhắm tới. Mục đích cũng là để đẩy nhanh đến điểm hòa vốn. Hai thị trường này dễ tính hơn so với thị trường Mỹ rất nhiều. Tuy nhiên, nếu mở rộng sang hai thị trường này,
thì VinFast của ông Phạm Nhật Vượng vấp phải cuộc chiến giá rất khốc liệt. Vì giá xe Ấn Độ và giá xe Trung Quốc rất thấp, nhưng nếu bán giá thấp thì lợi nhuận lại nhỏ, thậm chí là phải chịu lỗ. Đấy là một bất lợi đối với mục tiêu hòa vốn của ông Vượng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin nợ gần 8 tỷ đô la, âm vốn 2,7 tỷ, cổ phiếu VinFast cắm đầu, VinFast tứ bề thỏ nợ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.